Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, huấn luyện viên của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia thừa nhận thu tiền của vận động viên Phạm Thu Phương. Theo nguồn tin từ VTC News, ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết đã làm việc với huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trước thông tin học trò Phạm Như Phương tố cáo cô cắt xén tiền thưởng. Khi lên trao đổi làm việc, huấn luyện viên Thùy Dương xác nhận đã thu tiền, đó là việc cá nhân, không có chủ trương của ban huấn luyện. Ban huấn luyện không thu tiền đó và cũng không thu các vận động viên ở đơn vị ngoài Hà Nội. Không ai phải nộp tiền cho ban huấn luyện, không có chuyện chi tiền cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia hay phòng ban nào ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Vì vậy, ban huấn luyện xác nhận hai sai phạm với huấn luyện viên Thùy Dương. Thứ nhất là việc huấn luyện viên không báo cáo vận động viên xin nghỉ và thứ hai là việc thu tiền. Cục sẽ phối hợp với đơn vị Hà Nội để xử lý các việc tiếp theo. Về việc vận động viên Phạm Như Phương không có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển năm 2024, ông Đặng Hà Việt cho biết đơn vị Hà Nội không cử vận động viên chứ không có chuyện đội tuyển gạch tên.